các bạn đến tin nhanh 24/7. Ducati DWS 209 lộ ảnh trên đường chạy thử sắp được ra mắt. Cái chiếc Ducati DWS 209 sẽ được hãng xe nước Ý ra mắt vào cuối năm nay. Theo đó, hình ảnh chạy thử của cái mẫu xe thương hiệu Ducati được cho là cái chiếc DWS phiên bản 209. Dự đoán đây có thể là biến thể DWS 209 sắp được Ducati giới thiệu. Nhiều thông tin cho biết cái mẫu xe mới này sẽ được trang bị động cơ Levitin Testa Jetta với dung tích 1262 cc với công suất đa rơi vào khoảng 160 mã lực. DWS S là mẫu xe cruiser mới nhất của nhà Ducati có mức giá bán khoảng gần 1 tỷ ở Việt Nam. Cái mẫu xe DWS là kiệt tác thành công nhất của nhà Ducati trong dòng cruiser. Thiết kế hiệu ai vậy, chán ngồi là cực kỳ thoải mái, tạo nên phong cách riêng cho người cầm lái. Và cái chiếc Ducati DWS phiên bản 29 sở hữu những công nghệ hiện đại cùng hàng loạt những trang bị cao cấp như phuộc trước và sau của Holden có thể tăng chỉnh được, hệ thống phanh của Rambo, ba chân lái Sport, Touring và Urban, công nghệ an toàn có kiểm soát hành trình, kiểm soát kéo, kiểm soát cái độ bám đường, đo lường quán tính IMU v.v. Và cái chiếc Ducati XADL 209 sẽ có thể được giới thiệu tại triển lãm ESMA diễn ra vào giữa tháng 1 năm nay. Và chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về cái mẫu xe này. Các bạn cùng đón xem nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này, kế tiếp nhớ like, subscribe.